Đấu La Đại Lục phần 2 tập 66, Đại Lục Đấu La, Hồn Đạo Sư, Tuyệt Thế Đường Môn. Nó có thể xem như là một dạng vũ khí chiến lược. Chẳng qua muốn sử dụng hồn đạo khí phải cần có hồn sứ, nếu không nó là phổ biến vào quân đội, chỉ sợ là chiến tranh trên đại lục sẽ là càng thêm đáng sợ. Học viện Sử Lân Khắc chúng ta nổi tiếng là học viện đệ nhất đại lục, nhưng còn phải nhớ, nó chỉ xếp hạng nhất nếu mà xét về vũ hồn mà thôi, còn hồn đạo hệ chúng ta thì là không phải. Nói đến đây, hai mắt của Phạm Vũ dường như là lóe lên một tia sáng sắc bén. Không phải là thứ nhất, chẳng lẽ học viện đệ nhất về hồn đạo hệ là ở đế quốc Nhật Nguyệt? Vũ Hạo liền hỏi. Phạm Vũ gật đầu rồi nói, con nói đúng rồi, học viện nổi tiếng đệ nhất về chế tạo ra hồn đạo khí chính là ở đế quốc Nhật Nguyệt, đó là học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Học viện này chỉ là chuyên dạy hồn đạo sư chế tạo ra và nghiên cứu hồn đạo khí mà thôi. Bọn họ bắt đầu sớm và có nhiều nguyên liệu quý hiếm, nên so ra chiến ưu thế hơn chúng ta. Nhưng mà định trang hồn đạo khí cũng là bọn họ nghiên cứu là đầu tiên. Chúng ta trước giờ vẫn là luôn cố gắng đuổi theo học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, nhưng mãi mà vẫn chưa thể theo kịp. Nhưng mà ta tin chúng ta sẽ là có ngày trở mình. Chúng ta so với bọn họ vẫn là có ưu thế hơn, đó là bên học viện chúng ta có nhiều nhân tài hơn. Trời cao luôn là công bằng, họ cho đế quốc Nhật Nguyệt nhiều nguyên liệu quý hiếm, nhưng về mặt thiên phú của hồn sư thì không. Mà các đế quốc ở đại lục Đấu La chúng ta thì ngược lại. Trong giới hồn sư, trước sở luôn truyền truyền một câu nói thế này: hồn đạo khí càng mạnh thì càng cần hồn sư cường đại để sử dụng nó. Đây cũng là con đường trước mắt của chúng ta. Kế tiếp, ta giúp con phân loại các loại hồn đạo khí cơ bản. Hồn sư chủ yếu là nghiên cứu chế tạo ra hồn đạo khí, gọi chung là hồn đạo sư. Hồn đạo sư cũng có phân cấp bậc nhưng mà không chia làm đại hồn sư, hồn tôn mà hồn tông. Phức tạp như bên hệ vũ hồn, chỉ đơn giản phân chia cấp từ 1 đến 9. Từ trước đến giờ chưa nghe thấy có hồn sư nào tồn tại hồn sư cấp 10, còn biết tại sao hay không? Vũ Hạo mù mờ lắc đầu, Phạm Vũ nói tiếp. Hồn đạo sư phân cấp dựa theo cấp bậc hồn đạo khí họ có thể chế tạo ra. Ta ví dụ thế này cho con dễ hiểu. Nếu con có thể chế tạo ra hồn đạo khí cho hồn sư cấp 10 sử dụng, vậy thì con là hồn đạo sư cấp 1. Nếu con có thể chế tạo ra hồn đạo khí cho hồn sư từ cấp 10 đến cấp 20 gọi là hồn đạo sư cấp 2. Mà hồn đạo sư cấp 9 phải cần tu vi đến bậc phong hào đấu la. Còn hồn đạo sư cấp 10, tu vi ít nhất là phải trên 95 cấp. Mỗi người sức lực đều có hạn, hồn sư tu luyện đã hết sức gian lan rồi. Cho dù có thiên phú tuyệt đỉnh, muốn tu luyện đến cấp phong hào đấu la cũng phải là trả giá rất lớn và cố gắng rất là nhiều. Đừng nói chỉ là phân tâm nghiên cứu cả hồn đạo khí. Bởi vậy, số hồn đạo sư có thể tu luyện đến cấp 9 phải là rất là hiếm. Theo ta biết, ở đế quốc Nhật Nguyệt chỉ có được 3 hồn đạo sư cấp 9, còn ở 3 đế quốc Thiên Hồn, Đấu Linh và Đấu La, hồn đạo sư cấp cao nhất chỉ là đến 8 cấp mà thôi. Mà thật sự không phải là cấp 8, chỉ là bán cấp 8 mà thôi. Vũ Hạo kinh ngạc rồi nói, còn có cả bán cấp nữa à? Phạm Vũ nói tiếp, vị hồn đạo sư bán cấp 8 kia đang ở ngay học viện của chúng ta, cũng chính là viện trưởng hệ hồn đạo của học viện Sử Lai Khắc. Tu vi của người đó đã đạt đến phong hào đấu la, nhưng sở dĩ cấp bậc hồn đại sư lại là bán cấp 8 là vì hồn đạo khí cao cấp mà lão chế tạo ra chỉ được là hồn sư bậc phong hào đấu la mới có thể sử dụng. Cho nên người ta gọi lão là hồn đạo sư bán cấp 8, còn hồn đạo sư cấp 10 thì theo ghi chép trong lịch sử, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ra. Cấp bậc đó chỉ có trong hệ thống xếp hạng mà thôi, điều này cũng là hiển nhiên rồi. Hồn sư muốn đến cấp bậc phong hào đấu la đã là quá khó. Mà trong số 10 phong hào đấu la chưa chắc có một người trong đó vượt qua được cấp 95 nữa. Đừng nói chi đấy lại là một người kiêm tu hồn đạo sư. Cấp bậc hồn đại sư còn đã hiểu rõ rồi chứ. Kế tiếp là phân loại hồn đạo khí. Hồn đạo khí trải qua mấy ngàn năm phát triển, càng lúc càng hoàn thiện hơn. Thường thì chia làm 3 loại chính, đó là cận chiến hồn đạo khí, viễn trình hồn đạo khí và định trang hồn đạo khí. Cận chiến hồn đạo khí, tên sao vật như vậy, nó đơn giản đó là những thứ thường sử dụng nhất trong chiến đấu. Sau khi được truyền hồn lực vào sẽ là phát động công kích hoặc là phòng ngự. Thường thì rất ít hồn đạo sư sử dụng cận chiến hồn đạo khí, bởi vì hồn đạo sư hiếm có được người am hiểu chiến đấu, thế nên bọn họ rất sợ phải chiến đấu trong khoảng cách ngắn. Hơn nữa cận chiến hồn đạo khí tuy rằng uy lực không kém, nhưng nếu gặp phải một chiến hồn sư đồng cấp thì bọn họ hiếm có cơ hội sử dụng. Bởi vậy, cận chiến hồn đạo khí thường được chiến hồn sư hệ vũ hồn sử dụng hơn, còn hồn đạo sư thì dùng nhiều viễn trình hồn đạo khí hơn. Hôm trước những hồn đạo khí mà Thái Đầu dùng cho con xem đều là viễn trình hồn đạo khí. Mặc dù viễn trình hồn đạo khí tiêu hao hồn lực rất là nhiều hơn cả cận chiến hồn đạo khí, nhưng mà tác dụng tốt hơn rất là nhiều. Mỗi một kiện có thể xem là một hồn kỹ, hơn nữa lực công kích phá của nó cũng là rất mạnh. Với tu vi và trình độ thao tác sử dụng hồn đạo khí của Thái Đầu, nó đã có thể chiến đấu với một hồn tông có 4 hồn hoàn mà không gặp chút vấn đề gì. Cuối cùng chính là định trang hồn đạo khí. Đây là thứ khó chế tác nhất, không chỉ là yêu cầu vật liệu tương đối cao mà phương pháp chế tạo cũng là hết sức phức tạp. Khi chế tạo định trang hồn đạo khí, cần phải khắc trận pháp vào bên trong nó.
Khi sử dụng thì dùng hồn lực dẫn động nó, ưu điểm của nó là uy lực công kích rất là lớn, tầm bắn xa, nhưng nhược điểm là hao tổn quá nhiều nguyên liệu và khác với viễn trình hồn đạo khí. Khi sử dụng định tràng hồn đạo khí, bản thân hồn dương phải tự nhắm bắn và xác định mục tiêu. Đây cũng là nguyên nhân ta cảm thấy hứng thú với tinh thần tam trác của con. Sau khi định trang hồn đạo khí xuất hiện thì ưu thế của ba đế quốc Đông Phương lại là càng bị đế quốc Nhật Nguyệt áp chế thêm một chút. Nếu không phải bọn họ kiên kỵ bên chúng ta có nhiều hồn sư cường đại thì đã phát động chiến tranh từ lâu rồi. Bởi vậy, định trang hồn đạo khí là trọng điểm nghiên cứu của ta. Một khi định trang hồn đạo khí có thể xác định được mục tiêu một cách chính xác và dễ dàng thì chiến tranh có nổ ra chúng ta cũng sẽ không sợ nữa. Ngoại trừ ba loại trên, hồn đạo khí còn chia ra một số nhánh nhỏ nữa. Ví dụ như là hồn đạo khí thiên về công kích, phòng ngự, phụ trợ, chiếu sáng, còn rất nhiều nữa. Sau này từ từ ta sẽ dạy cho con, kế đến là đề mục cuối cùng, và cũng là thứ quan trọng nhất mà ta cần phải dạy cho con, đó chính là cấu tạo của hồn đạo khí. Phạm Vũ nói đến đây liền đứng dậy lấy ra một hộp kim loại dài và hẹp. Cái hộp này dài chừng là một thước, bề ngoài khoảng là 2 tấc, cả chiếc hộp đen nhánh một màu, mặt bên là hình vuông, mặt dưới là hình vòng cung. Phạm Vũ lấy một hộp kim loại này áp vào vừa khít cánh tay trái của mình. Sau đó không biết hắn làm thế nào mà hộp kim loại màu đen đó đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Một loạt tiếng lắp ráp vang lên, hộp kim loại ôm trọn cánh tay hắn vào. Phía trên còn xuất hiện ra thêm 3 cái ống sắt lớn cỡ ngón tay cái. Cái hồn đạo khí này tên là tụ lý pháo, là một loại viễn trình hồn đạo khí hạng trung bình. Để ta thúc giục hồn lực vào cho con xem. Phạm Vũ vừa nói vừa vận dụng hồn lực, lập tức ba ống sắt kia bắn ra 3 luồng ánh sáng màu trắng, dao động hồn lực tăng lên mãnh liệt. Ba luồng sáng kia bắn thẳng vào vách tường phía trước, lóe ra từng vầng sáng chói mắt. Nguyên lý của hồn đạo khí quả thật là rất đơn giản, chỉ cần sử dụng một số phương pháp đặc biệt, biến hồn lực trở thành một lực lượng có tính tàn phá, sau đó phóng ra bên ngoài. Mà phương pháp thường được sử dụng nhất chính là lén, cách thực hiện nó chính là khắc pháp trận và hồn đạo khí. Phạm Vũ chậm rãi tháo tụ lý pháo ra, rồi đặt xuống trước mặt Vũ Hạo để hắn xem xét kỹ càng, sau đó mới từ từ mở cái hồn đạo khí này ra, vừa mở vừa giải thích. Hồn đạo khí bình thường chia ra làm 3 bộ phận, vỏ ngoài, vỏ trong và hạt nhân. Vỏ ngoài con cũng thấy rồi đó, nó phải được chế tạo từ kim loại vô cùng cứng rắn và chịu được nhiệt độ cao. Như thế mới có thể sử dụng lâu dài mà không dễ bị hỏng. Còn vỏ trong thì không giống thế, tác dụng chủ yếu của nó là phóng lớn và truyền hồn lực. Bởi vậy, vỏ trong thường được chế tạo bằng những kim loại quý hiếm, ví dụ như là thủy tinh, bạc. Sau khi đường lớp vỏ bên ngoài khuếch đại hồn lực mới có thể giúp chúng ta giảm thiểu phần trăm tiêu hao hồn lực khi mà sử dụng ra hồn đạo khí. Bởi vậy, hồn đạo sư chúng ta bình thường dưới cấp 70 có thể chiến đấu liên tục mà hồn lực tiêu hao không quá nhiều. Còn bộ phận hạt nhân kia chính là bộ phận then chốt nhất trong hồn đạo khí, là cũng là phải chế tạo bằng những kim loại quý hiếm. Có thể nói còn cần phẩm chất cao hơn lớp vỏ bên trong kia nữa, thường chỉ sử dụng bảo thạch để chế tạo mà thôi. Còn pháp trận khắc vào bên trong cũng là tùy loại hồn đạo khí mà có pháp trận khác nhau, nên nhờ thế mới kết hợp được hai lớp vỏ bên trong và bên ngoài. Vì vậy, việc khắc trận pháp vào hồn đạo khí là một bước rất là quan trọng đối với hồn đại sư. Khi xét duyệt thăng cấp bậc trong hồn đạo sư, điều kiện quan trọng nhất chính là khả năng khắc pháp trận và hạt nhân của hồn đạo khí. Còn có thể khắc bao nhiêu pháp trận và hạt nhân thì cũng là cấp bậc hồn đạo sư của con. Học tầm khắc trận pháp cũng là có đường tắt. Đầu tiên con phải ghi nhớ hết các loại pháp trận đã được nghiên cứu ra từ xa xưa đã. Sau đó dùng kim loại bình thường để luyện tập, như vậy mới từ từ tiến bộ được. Khi nào con thuần thục hết tất cả các bước này mới tính đến chuyện sáng lập ra trận pháp của riêng con. Đến lúc đó con đã có thể xuất sư rồi. Hồn đạo sư chúng ta trước nay chủ yếu cũng là chỉ là nghiên cứu phát minh pháp trận. Sau khi khắc pháp trận và hạt nhân rồi thì việc lắp ráp vào ngoài và vỏ trong trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Về phương diện này, Thái Đầu rất là có thiên phú. Con đừng xem tính tình của hắn khờ khạo nhưng hắn có điểm đặc biệt hơn người. Đó chính là sự chuyên tâm, hay nói đúng hơn là khả năng tập trung làm việc. Đó cũng là điều kiện tiên quyết để con có thể khắc trận pháp một cách hoàn hảo nhất. Pháp trận ở hạt nhân không phải là không được phép sai sót, nhưng sai sót càng ít thì hồn đạo khí càng bền. Nói đến đây, Phạm Vũ liền dừng lại một chút. Hắn nhìn vẻ mặt Vũ Hạo đang chìm đắm suy nghĩ, mỉm cười hài lòng. Hắn cảm nhận được sự chuyên tâm từ đứa nhỏ Vũ Hạo này. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Vũ Hạo, hắn biết tên nhóc này đã là có lý giải của riêng mình. Một lát sau, Phạm Vũ nói tiếp: "Đã hiểu hết chưa?" Vũ Hạo gật đầu rồi nói: "Thưa lão sư, đệ tử đã hiểu." Phạm Vũ mỉm cười nói tiếp: "Những thứ ta vừa nói chỉ là những trụ cột đơn giản nhất. Đoạn tường phía ngoài còn rất là dài. Cái con phải làm chính là luyện tập cho tốt những trụ cột này. Đây cũng là điểm căn bản mà mỗi hồn đạo sư đều cần phải học. Chỉ có nắm vững cốt lõi, sau này mới có thể trở thành hồn đạo sư cường đại. Con phải nhớ là một hồn đạo sư, mỗi kiện hồn đạo khí mình sử dụng ra đều phải tự mình chế tạo. Bởi vì những thứ mình làm ra mình mới hiểu rõ và cũng chỉ là có bản thân mình mới tin tưởng mình nhất. Bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu học.
Đầu tiên là rèn kim loại. Muốn trở thành một hồn đạo sư cường đại, trước tiên phải là một thợ rèn xuất sắc đã. Sau đó trước mặt của Vũ Hạo lần lượt xuất hiện ra một bộ đồ dùng chuyên dụng của thợ rèn, là ống bế, bếp lò, búa, thớt sắt. Phạm Vũ đã chính thức bắt đầu dạy hắn rèn sắt. Chu trình đúc kim loại gồm 4 bước. Đối với bất cứ kim loại nào cũng vậy, thậm chí cả những kim loại dùng làm hạt nhân cũng là không ngoại lệ. 4 bước này theo thứ tự, đầu tiên là tinh luyện kim loại, thông qua lửa lớn không ngừng gõ đập, từ từ loại bỏ các tạp chất lẫn bên trong nó, nhờ thế kết cấu của kim loại càng thêm bền chắc. Độ tinh khiết cũng là theo đó mà tăng cao, kim loại nào cũng là dùng cách tinh luyện này. Bước thứ hai là tạo khuôn, có một số sẽ có khuôn sẵn, số còn lại tùy theo mục đích mà tạo khuôn khác nhau. Bước thứ ba là tôi lửa. Quá trình này rất là phiền phức, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của hồn đạo sư thôi. Bước cuối cùng chính là mài. Quá trình mài cũng là bước cuối cùng trong việc chế tạo ra hồn đạo khí. Đối với hạt nhân, bước này cũng là lúc hồn sư chế tạo ra pháp trận. Xong 4 bước này mới đến giai đoạn lắp ráp. Sau đó có thể nói một món hồn đạo khí hoàn chỉnh đã hoàn thành. Từng bước giai đoạn. Nghe đều có vẻ là đơn giản nhưng yêu cầu cực kỳ cao. Bây giờ Vũ Hạo mới chính thức bắt đầu giai đoạn đầu tiên, tinh luyện kim loại. Từng tiếng búa gõ vào kim loại vang lên nhịp nhàng từ trong phòng thí nghiệm số 12. Lúc mà ăn cơm tối, Vương Đông thấy tay của Vũ Hạo run rẩy liền tò mò hỏi: "Ấy, tay ngươi làm sao run thế?" Vũ Hạo tức giận rồi nói: "Ngươi thử dùng búa đập kim loại suốt lửa canh giờ xem, nếu không phải ta đã tu luyện huyền ngọc thú, thì sợ giờ tay của ta đã là lội đầy mụn nước rồi." Ăn cơm xong, hắn lặp lại mọi thứ Phạm Vũ vừa giảng dạy hắn cho Vương Đông nghe. Vương Đông nghe xong bất mãn rồi nói: "Ngươi làm thế này không phải là tự hành hạ mình hay sao? Phạm Vũ lão sư chẳng phải là đã nói sau khi đã đến hồn thánh, hồn đạo sư không còn là đối thủ của hồn sư hay sao? Ngươi còn chịu khổ làm gì nữa? Tu vi của ngươi vốn là thua người ta rồi, còn phân tâm tu luyện hồn đạo sư làm gì? Chẳng phải tốc độ đã chậm còn chậm hơn hay sao?" Vũ Hạo lắc đầu rồi nói: "Không được, ta nhất định phải là một hồn đạo sư. Hắn có lý tưởng của riêng hắn, và hồn đạo sư rất thích hợp để thực hiện chuyện này. Hơn nữa, Phạm Vũ đã nói với hắn rồi, hiện giờ địa vị của hồn đạo sư cũng là không thua kém hồn sư là bao nhiêu. Cho dù đến cấp cao cũng vậy, bởi vì hồn sư cường đại cũng chỉ là sức chiến đấu của một người, còn một hồn đạo sư đồng cấp lại là có thể chế tạo ra một đội quân khủng bố. Kẻ thù của hắn là hai, chính là vợ chồng công tước Bạch Hổ. Nói cách khác là tương đương với một nửa đế quốc Tinh La. Bây giờ cho dù là tu vi của hắn đạt đến cấp bậc phong ảo đấu la thì sao? Không chỉ là một mình hắn thắng được hay sao? Cho nên hắn chỉ là có thể trở thành hồn đạo sư, tự mình làm ra những hồn đạo khí cường đại nhất. Tuy mục tiêu của hắn rất là cao, rất là xa vời, nhưng hắn tin vào khả năng của chính mình. Bởi vì Vũ Hạo là một người không ngại khó khăn, hắn chịu cố gắng gấp 200% người bình thường. Còn hồn hoàn trăm vạn năm độc nhất vô nhị trên đấu la lại lục nữa, Thiên Mộng Băng Tẩm đã nói rồi, sau này tu vi hắn càng cao thì uy lực của hồn hoàn cũng là càng mạnh. Sau khi ăn bữa cơm miễn phí dành cho đệ tử Hạch Tâm, Vũ Hạo cảm thấy cả người hết sức là thoải mái. "Đi thôi, về nghỉ ngơi một chút." Vương Đông lau miệng sạch sẽ rồi quay sang nói với Vũ Hạo. Vũ Hạo lúc này nói luôn: "Ta còn phải đến chỗ Phạm Vũ lão sư luyện tập thêm một canh giờ nữa. Ngươi về trước đi, chờ lát nữa ta về rồi cùng ta minh tướng." Vương Đông vỗ vỗ trán mình rồi nói: "Vũ Hạo à, đôi khi ta cảm thấy ngươi đúng là một thằng điên." Vũ Hạo cười ha ha rồi nói: "Một tên điên đáng yêu, đúng không?"